Trên thế giới, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã ca ngợi kế hoạch hòa bình của Trung Quốc đối với Ukraine, nhận định được đưa ra hôm ngày 5 tháng 4, một ngày sau khi có thông báo rằng ông sẽ sớm đến thăm Trung Quốc. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zhang cho biết ông Lavrov sẽ gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị để thảo luận về tình hình Ukraine, khu vực châu Á-Thái Bình Dương và các vấn đề khác, nhưng không nói rõ thời gian cụ thể. Lilian, một chuyên gia về Nga và Trung Á tại Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải, cho rằng đây là thời điểm nhạy cảm đối với tam giác Mỹ Trung Nga. Chuyến đi của ông Lavrov có thể mở đường cho chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng N. Ông Li dự đoán Bắc Kinh đã xây dựng một kế hoạch toàn diện nhằm giải quyết tình hình ở Ukraine và có thể sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ Nga trong quá trình này. Trong bối cảnh này, Nga tiếp tục thể hiện sự quyết định với việc chuyển giao hai tàu chiến cho Ấn Độ, bất chấp lệnh trừng phạt của Tổng thống Pháp. Trong khi đó, nghi ngờ về khả năng can thiệp của Nga vào Thế vận hội Paris tiếp tục nảy sinh sau khi Nga ban bố tình trạng khẩn cấp do phát hiện phóng xạ ở một thành phố lớn. Sự lo ngại tăng cao khi một trận động đất mạnh 4 độ Richter tấn công New Jersey, đẩy tình hình trở nên căng thẳng ở khu vực Đông Bắc nước Mỹ. Trên thị trường kinh tế, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho hàng ngàn người dân Nga sơ tán, trong khi xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam vượt qua Thái Lan và Trung Quốc. Trong lúc đó, khách du lịch Việt chuyển hướng đi nước ngoài do vé máy bay rẻ hơn trong nước. Tuy nhiên, tai nạn thương tâm xảy ra khi tài xế mở cửa xe hơi mà không quan sát, gây ra hỏa hoạn tại một tòa nhà 6 tầng ở Hà Nội. Trên thế giới, đề xuất để thảo luận chuyến thăm của ông LA được thông báo sau cuộc điện đàm hôm thứ Ba giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden, khi hai bên cố gắng xoa dịu căng thẳng trên Biển Đông và Đài Loan, cũng như các vấn đề nóng khác bao gồm Ukraine và Triều Tiên. Mới đây, cũng có thông báo rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ tới Trung Quốc trong những tuần tới, trong khi Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã đến Trung Quốc vào thứ Tư trong một chuyến thăm kéo dài một tuần. Sự liên kết ngày càng tăng giữa Bắc Kinh và Moscow cũng diễn ra vào thời điểm căng thẳng trong tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines về Biển Đông. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. dự kiến sẽ gặp Tổng thống Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Washington vào tuần tới. Hội nghị thượng đỉnh đó dự kiến sẽ bao gồm thông báo về các cuộc tuần tra chung. Ba nước cũng sẽ tổ chức một cuộc tập trận hải quân chung với Australia vào Chủ nhật ở Biển Đông, một trong những động thái rõ ràng nhằm vào Bắc Kinh. Trong khi đó, người đứng đầu NATO James Jaber mới đây cũng cảnh báo rằng Trung Quốc đang hỗ trợ nền kinh tế chiến tranh của Nga, trong khi Triều Tiên và Iran cung cấp cho Moscow tên lửa, máy bay không người lái và các vũ khí khác. Ấn Độ chuẩn bị nhận hai tàu chiến mới từ Nga trong những tháng tới, bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga. Vlam đưa tin vào hôm 5 tháng 4, theo báo cáo việc giao tàu đã chậm hơn 2 năm so với kế hoạch do ảnh hưởng của xung đột Ukraine. Một tàu có thể sẽ được chuyển giao vào tháng 9 và chiếc còn lại vào đầu năm 2025. Hai tàu khu trục mà Ấn Độ sẽ nhận là một phần trong thỏa thuận đóng 4 tàu được ký vào năm 2018. Ngoài ra, hai tàu nữa đang được đóng ở Ấn Độ với sự hợp tác của Moscow, nhưng việc đưa vào vận hành bị trì hoãn do các vấn đề về chuỗi cung ứng. Các tàu khu trục có tên lửa dẫn đường được thiết kế với chu bin khí do Ukraine sản xuất. Sau khi thương mại giữa Ukraine và Nga sụp đổ vào năm 2014, Ấn Độ phải mua linh kiện thông qua trung gian. Các lệnh trừng phạt của Mỹ đã ngăn cản việc Nga cung cấp vũ khí cho Ấn Độ trong hơn một năm qua. Hiện Ấn Độ thanh toán các khoản tiền vũ khí cho Nga bằng đồng rúp và sử dụng kết hợp các loại tiền tệ như đồng Nam của UAE và đô la Mỹ để mua dầu thô. Quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa đưa ra cảnh báo rằng ông nghi ngờ khả năng Nga sẽ can thiệp vào Thế vận hội Paris trong mùa hè này. Nước dành riêng cho Olympic trả lời câu hỏi của phóng viên về các đe dọa tiềm ẩn đối với Thế vận hội. Ông Macron không loại trừ các thách thức từ Nga. Nhà lãnh đạo Pháp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiên cường và sự thật khi đối mặt với những thách thức như vậy. Tổng thống Pháp bác bỏ những nhận xét của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, người cho rằng Ukraine và Pháp có liên quan đến vụ tấn công nhà hát ở Moscow hồi tháng trước. Hiện tại, các vận động viên Nga và Belarus bị cấm tham gia Thế vận hội Paris năm 2024 dưới hình thức quốc gia, mà chỉ được đăng ký theo hình thức cá nhân tự do. Theo hãng tin TAS, chính quyền thành phố Viễn Đông Karo của Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực phát hiện mức phóng xạ tăng cao gần một cục điện, cách các tòa nhà dân cư khoảng 2,5 km. TAS dẫn lời cơ quan giám sát an toàn người tiêu dùng Nga cho biết không ai bị thương hoặc bị phơi nhiễm phóng xạ và không có mối đe dọa nào đối với sức khỏe của người dân. Tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài trong 3 ngày trong khi các cơ quan thực thi pháp luật tiến hành điều tra nguồn gốc vụ rò rỉ. Một đoạn video xuất hiện trên các kênh truyền thông xã hội cho thấy các chuyên gia hạt nhân đang làm việc trong khu vực. Theo báo cáo, vụ rò rỉ phóng xạ lần đầu tiên được báo cáo khoảng một tuần trước bởi một người dân. Một thanh niên đã phát hiện ra vụ rò rỉ vào ngày 28 tháng 3 và báo cáo cho cơ quan đặc biệt Nga. Tuy nhiên, đến hôm nay, tình trạng khẩn cấp mới được ban bố, chỉ số phóng xạ cao có thể làm tăng nguy cơ ung thư, làm tổn hại DNA, gây tổn hại cho thai nhi và đe dọa sức khỏe của trẻ. Một trận động đất làm rung chuyển vùng Đông Bắc Hoa Kỳ vào sáng thứ Sáu và một dư chấn mạnh 4 độ Richter tiếp tục xảy ra vào khoảng 8 giờ sau đó. Các lệnh dừng hoạt động trên mặt đất đã được ban hành tại nhiều sân bay, bao gồm New JFK và Baltimore Washington. Dịch vụ đường sắt ở New Jersey cũng phải tạm hoãn.
nhiều cư dân của thành phố New York đã lên mạng xã hội và miêu tả rằng họ cảm thấy căn hộ của mình rung chuyển. Annie McQueen, người dẫn chương trình của CBS News, nói rằng có cảm giác như một đoàn tàu điện ngầm đã đi xuyên qua trường quay. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden đã được thông báo về trận động đất. Bang, tiểu bang và địa phương tại một cuộc họp báo tại thành phố New York, thị trưởng Eric Adams cho biết không có báo cáo về thiệt hại và các chuyên gia vẫn đang đánh giá tác động của trận động đất. Ông Adams cho biết khả năng xảy ra dư chấn là thấp, nhưng người dân New York nên cảnh giác và tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn. Thống đốc New Jersey Phil Murphy cho biết văn phòng của ông đã kích hoạt trung tâm hoạt động khẩn cấp của bang để đánh giá mọi thiệt hại tiềm ẩn. Theo cơ quan khảo sát địa chất, trận động đất mạnh 4,8 độ Richter hôm thứ S là trận động đất mạnh nhất tấn công vào New Jersey trong gần 250 năm qua. Sự cố thiên tai tại Mỹ xảy ra 2 ngày sau khi một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter làm rung chuyển Đài Loan, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, gần 1.000 người bị thương và hàng trăm người khác bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Một vụ vỡ đập đã xảy ra ở thành phố Os thuộc miền núi Euro của Nga hôm thứ Sáu ngày 5 tháng 4. Hãng thông tấn nhà nước TAS dẫn lời bộ tình trạng khẩn cấp cho biết có tới 4.000 ngôi nhà có thể bị ngập, gần 10.000 cư dân cần phải được sơ tán. Khu vực ngoại Os nằm cách Moscow khoảng 1.800 km về phía đông dọc theo biên giới với Kazakhstan, có tổng dân số khoảng 230.000 người. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp địa phương cho biết họ đang nỗ lực sơ tán người dân và sửa chữa đập. Ông Alexander Sernov, đại diện đội cứu hộ địa phương, cho biết một vết nứt đã xảy ra dẫn đến vỡ đập. Vết nứt đang được khắc phục và xe tải hạng nặng đang đưa đất vào để lấp chỗ vỡ. Tổng cộng 33 xe tải và các phương tiện và thiết bị khác đang làm việc liên tục. Chúng tôi khuyến cáo người dân không nên bỏ qua lời khuyên của các nhân viên bộ tình trạng khẩn cấp và hãy chuyển đến các điểm sơ tán. Bộ tình trạng khẩn cấp cho biết cảnh báo đỏ cũng đã được ban bố ở khu vực Op. Tuyết tan đã gây ra lũ lụt tại nhiều nơi trên khắp Đức, Nga. Đến nay 3.500 người bị ảnh hưởng đã phải sơ tán. Các tỉnh lân cận với tỉnh Euro và các vùng gần Kazakhstan cũng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Quý vị đang tiếp tục theo dõi bản tin trưa cùng những nội dung kinh tế xã hội đáng chú ý. Một số vùng ở Tây Nguyên và Nam Bộ đang vô cùng phấn khởi với giá trị xuất khẩu sầu riêng mỗi hecta đem về tiền tỷ. Theo số liệu thống kê năm 2023, Việt Nam xuất khẩu hơn 603.000 tấn sầu riêng, trong đó xuất sang thị trường Trung Quốc hơn 595.000 tấn, chiếm khoảng 98,6%. Sầu riêng đã đem về 2,3 tỷ đô la Mỹ là một con số đáng kinh ngạc. Tỷ đô của Việt Nam, báo Vinus, vừa có thông tin dẫn nguồn từ hải quan Trung Quốc cho thấy chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, Việt Nam vượt qua Thái Lan để vươn lên vị trí số 1 về xuất khẩu loại nông sản này vào thị trường tỷ dân. Với hơn 32.700 tấn, con số này đã tăng lên 2,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thái Lan tụt xuống vị trí thứ 2, đạt hơn 19.000 tấn, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ. Dù vậy, giá sầu riêng vi rẻ hơn Thái, trung bình mỗi tấn sầu riêng Việt xuất sang Trung Quốc là 4.916 đô la Mỹ, thấp hơn so với mức 6.133 đô la Mỹ của Thái Lan. Lý giải về sự vượt mặt vừa rồi, các chuyên gia thông tin rằng nhờ khí hậu thuận lợi, sầu riêng Việt Nam cho trái quanh năm. Việt Nam có đường biên giới giáp Trung Quốc, thuận lợi cho việc vận chuyển, giá cạnh tranh hơn. Được biết, thời điểm này, sầu riêng trái vụ tại đồng bằng sông Cửu Long đang có mức giá cao kỷ lục. Hiện, mặt hàng tiếp tục tăng giá mỗi ngày. Theo cập nhật mới nhất, 1kg sầu riêng loại A, 2,7 hộp, nặng 2-5kg, đang có giá khoảng 218.000-230.000 đồng. Loại B, 2,5 hộp, là 195.000-200.000 đồng. Còn loại C trên thị trường là 100.000 đồng. Sầu riêng có giá thì mang lại niềm vui cho nông dân. Tuy nhiên, giá vé máy bay tăng cao trong những ngày qua không mang lại niềm vui gì cho hành khách lẫn các hãng bay. Tình trạng thiếu đội tàu bay phải thuê ước máy bay là một trong những nguyên nhân đẩy giá máy bay lên cao. Sau một thời gian thấm vào thị trường, giờ đây, khách hàng đã có sự chuyển hướng rõ rệt, là chọn đi du lịch nước ngoài thay vì du lịch nội địa, do có giá vé máy bay rẻ hơn. Cập nhật thông tin từ KFF cho thấy, du khách đã cân nhắc chọn đi du lịch nước ngoài sau khi khảo sát và so sánh giá vé máy bay. Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh của hãng Vietnam Airlines từ 4,5 đến 7 triệu đồng một cặp. Và thời gian này VE có mức giá từ 4 đến 6 triệu đồng một cặp, của hãng Bamboo có mức giá từ 4,1 triệu đồng một cặp. Tour Hà Nội Phú Quốc 4 ngày 3 đêm có giá hơn 7 triệu đồng một người, từ Hà Nội Côn Đảo Cần Thơ cùng thời gian có giá gần 10 triệu đồng một người. Trong khi đó, tour đi đảo Hải Nam Trung Quốc có giá từ 5,9 triệu đồng một người, tour Đại Lý Lệ Giang Trung Quốc đi đường bộ 9,6 triệu đồng một người, tour đi Thái Lan từ 6,3 triệu đồng một người, còn tháng 6 khoảng 7 triệu đồng một người. Các chuyên gia nhận thấy ngày càng nhiều du khách chọn đi tự túc bởi giá tour hợp lý, chi phí đi những khu vực đó không quá đắt đỏ, họ cũng muốn khám phá các vùng đất mới. Các chỉ báo tuy nhiên cũng có những trường hợp tai nạn xảy ra khi một trong hai xe chưa hề lăn bánh, đó là trường hợp đáng cảnh báo sau đây. Sáng hôm qua tại Nghệ An, tài xế xe ô tô ở 5 chỗ dừng bên đường Phạm Hồng Thái, thành phố Vinh, rồi mở cửa trước bên trái bước ra ngoài. Lúc này, người đàn ông 61 tuổi, chú huyện Hưng Nguyên, lái xe máy chạy đến vội đánh lái sang trái tránh, nhưng bị xe tải chở vật liệu phía sau lao tới tông trúng nạn nhân.
người đàn ông ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Thông tin vừa được báo Vin đăng tải video tại hiện trường cho thấy chiếc xe máy hư hỏng nằm cách xe tải khoảng 3 mét ngay sau khi xảy ra tai nạn. Công an thành phố Vinh đã điều cán bộ đến phân luồng giao thông, mời những người liên quan lên làm việc để điều tra nguyên nhân. Bước đầu cho thấy việc không quan sát khi mở cửa xe ô tô nên tài xế đã gây tai nạn thương tâm cho người đi đường. Còn tại Bình Phước, vào chiều ngày 4 tháng 4, người đàn ông 45 tuổi cùng người đàn ông 34 tuổi đều ngụ ở huyện Bù Đăng đã cùng một số người bàn tổ chức ăn nhậu và hát karaoke tại ngôi nhà ở thôn Bình Minh, xã Nghĩa Bình. Trong lúc hát, hai người xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau, khiến người đàn ông 45 tuổi không qua khỏi. Báo Thanh Niên hôm nay thông tin công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp với công an huyện Bù Đăng điều tra làm rõ vụ việc. Báo Sức Khỏe và Đời Sống thông tin vào đêm qua, đêm ngày 5 tháng 4, trên phố Tân Mai, phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, bất ngờ xảy ra cháy tại một nhà cao tầng. Khi người dân sinh sống quanh khu vực phát hiện có ánh lửa và khói bốc lên từ tầng 3 của một tòa nhà 6 tầng ngay mặt phố Tân Mai và đang có nguy cơ cháy lan, liền lập tức liên hệ với cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hoàng Mai cùng công an khu vực và lực lượng chữa cháy tại chỗ đã có mặt để xử lý đám cháy. Sau khoảng nửa tiếng, đám cháy cơ bản đã được dập tắt. Vụ cháy đã gây thiệt hại tài sản nhưng rất may không có ai bị thương. Các nhân chứng cho rằng nguyên nhân vụ cháy có thể là do chập điện. Vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.